Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình làm tiếp theo cái phần thứ 5 về giáo lý hay gọi là giáo điều của Công giáo. Thì trước khi vào làm đề tài thì mình cũng xin tóm tắt nói sơ lược qua về vấn đề cái giáo lý này. Thì như các bạn đã biết thì Chúa chưa bao giờ nói một lời nào cả, là những cái được gọi là lời của Chúa thì cho chỉ có những cái người sau này, ví dụ như tông đồ và những người nhất là đại đế Augustine hay là những cái tông đồ sau này, Matthew, Luca, những cái đó những cái danh lấy từ những cái chuyện bị đặt ra để viết lên kinh, gọi là kinh thánh. Chứ thật sự ra trong thời kinh thánh, nếu Chúa Giêsu còn sống thì Chúa cũng chẳng biết mình nói những lời đó hồi nào. Và cũng xin nói thêm một vấn đề khác, đó là vấn đề về nhà thờ Đức Bà ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó là cái nền chùa, mà chùa gọi là chùa nào, chùa tên gì, thì các sử gia cũng như các những thành phần mà viết sử lịch sử trong cái Wikipedia thì cũng không nói rõ là ngôi chùa nào nha các bạn. Đó là chỉ biết là một cái nền ngôi chùa cũ và bị đánh chiếm thời Pháp rồi bỏ hoang, bỏ bị chiến tranh mà. Thì tất nhiên là người dưới chùa hay gọi là những người ở trong ngôi chùa đó đều tản cư hết, thì bỏ lại ngôi chùa không, mà không ai nhớ được cái tên đó là tên chùa gì. Mình cũng đã tra cứu sử liệu, đã tra cứu rất nhiều nhưng không biết ngôi chùa đó tên gì nha các bạn. Thì và có hình như 10 ngôi chùa bị Thiên Chúa Giáo cướp và chiếm đóng xây nhà thờ trên toàn quốc. Thì những ngôi chùa sau này đều có tên cả, từ Quảng Trị, Hà Nội hay là ở La Vang thì cũng đều có danh sách tên chùa. Các bạn để ý, lưu ý khi tiếp cận được cái, nếu các bạn nào có biết là cái nền đất đó thuộc về ngôi chùa nào trong sử liệu nào thì các bạn nhớ cho mình biết, hoặc là các bạn có thể là xưng danh tánh rõ ràng để điền vào trong cái phần mà lịch sử của Wikipedia trên Google thì các bạn tư vấn và chỉnh sửa giùm. Từ vì mình cũng tra cứu rất nhiều nhưng hoàn toàn không nhớ được tên chùa, không ai biết được tên chùa đó là chùa gì. Và để trở lại vấn đề thì mình làm tiếp theo phần thứ 5, chương thứ 5, mục 2, ít nhiều nhận định về Thiên Chúa Giáo, phê bình giáo lý, nhân tử Nguyễn Văn Thọ, ngày 5 tháng 9 năm 2007. Các lời tiên tri Kinh Thánh là lời Chúa. Người Công giáo được dạy rằng Kinh Thánh không bao giờ sai lầm, vì đó là những sách do Đức Chúa Cha đọc cho Môi-se hay gọi là Môi-sen, cho các tiên tri như Asias, Samaria, Daniel, Ezechiel, hay cho các tông đồ như Matthew, Mark, Luca, John Paul, v.v. ghi chép lại. Nếu Chúa là các tác giả các sách trên thì khi nói về Chúa Giêsu mọi sự phải đúng hết. Còn như nếu ta cho rằng đó chỉ là những sách do con người viết ra, có đầy sai lỗi, ngụy tạo, không đáng tin thì lại là chuyện khác. Mạnh Tử viết: tận tín thư bất như vô thư, quá tin vào sách thà là không có sách. Tôi cho rằng Thánh Kinh là do con người viết ra, cho nên có nhiều sai sót mà ta có thể vạch ra hay chứng minh được những sai sót đó. Năm sách đầu tiên của Thánh Kinh hay bộ Ngũ Kinh là lời khởi nguyên, xuất hành, dân số, thứ luật. Trước khi giáo hội buộc phải tin năm sách đó là do Môi-se chép. Năm quyển sách trên tưởng là được chép khoảng năm 1250 trước Công nguyên, nhưng sau này các nhà bình giải Kinh Thánh độc lập tìm ra rằng thứ luật được phát hiện ra năm 622 trong đền thờ Jerusalem đời vua Josias. Như vậy thứ luật đã được ngụy tạo ra khoảng những năm đó,
và người ta đã mạo nhận danh nghĩa Môi-se thứ luật dạy rằng muốn dâng của lễ cho Chúa phải dâng ở Jerusalem, nơi còn có bia thánh. Thế nhưng Samuel lại tới lễ ngài ở Rama, Mitba, Gilgal, Samun, tại tới lễ ngài ở Arauna, De Jabot Sat, lại than phiền vì các bàn thờ Chúa bị phá, cũng lại dâng lễ không ở Jerusalem theo thứ luật dạy. Sách đã dẫn trang 26 đến trang 27. Bible The Jerusalem cũng công nhận là luật trên của sách Deuteronomy về một nơi tế lễ duy nhất ở Jerusalem, về việc phá các nơi thờ tự trên cao là cốt bảo vệ việc thờ phụng Chúa Giê-hô-va. Nhưng luật này đã không được các tiên tri tuân ngữ giữ trong các thời các quan xét, và ngay cả thời Salomon cũng vậy. Luật này chỉ được thi hành ở vua Josias. Nói thế nghĩa là Deuteronomy viết sau Exodus, Genesis khoảng 900 năm, Leviticus cũng được viết sau 620, vì Jeremias đã không biết là Chúa đã lập ra nhiều lề luật quy định về thượng hiến và tế lễ. Chúa nói bởi chưng về một thượng hiến và tế lễ, ta đã chẳng bảo chẳng truyền cho cha ông các ngươi ngày ta đem chúng ra khỏi Ai Cập. Thế là Leviticus cũng đã được viết khoảng 620, sách Number cũng như vậy. Genesis và Exodus thì lại có một cảnh tượng khác, đó là nhắc đi nhắc lại một chuyện dưới hình thức ngược lại nhau. Ngay một kinh của Vuget và Samuel trong bản tiếng Do Thái cũng vậy. Ví dụ có hai truyện tạo dựng của Genesis. Trong chuyện 1, Elohim dựng nên loài người ngày thứ 6, tức là sau muôn loài. Trong chuyện 2 do Giê-hô-va kể thì loài người lại được dựng lên trước muôn loài, Adam trước Eva sau. Ghi 2:2.4, ghi 3:2.1 đến câu 24. Hai chuyện luật cả một do Giê-hô-va, một do Elohim làm. Ví dụ trong truyện Hồng Thủy của Giê-hô-va thì mưa chỉ rơi 40 ngày và rút đi sau 14 ngày. Còn Elohim lại kể là nước dâng trong 150 ngày và rút sau 40 ngày. Ghi 8:2.1 đến câu số 6. Elohim dạy đem vào tàu loài vật mỗi thứ một đôi. Ghi 6:2.19 đến câu 21. Còn Giê-hô-va dạy đem vào tàu các vật sạch mỗi thứ 7 đôi, còn vật không sạch mỗi thứ 1 đôi. Trong chuyện về 10 tai họa của Ai Cập trong Exodus, lúc thì là do gậy Môi-se làm, lúc thì do gậy A-rôn làm, vân vân. Sách đã dẫn trang 28 đến trang 29 trong tập Ít Nhiều nhận định về Thiên Chúa Giáo, tôi còn vạch ra vô số sai lầm khác của Kinh Thánh. Sách đã dẫn trang 2 đến trang 4. Những mâu thuẫn trên làm cho các chuyện kể ra không còn giá trị là bao nhiêu. Công giáo Tin Lành dựa theo Kinh Thánh đã cho rằng vật có từ hơn 6.000 năm nay. Điều đó chắc là sai. Riêng về con người, các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng con người đã có khoảng chừng 5 triệu đến 6 triệu ngàn năm nay rồi, 600 ngàn năm nay rồi. Báo Los Angeles Times ngày 17 tháng 8 năm 1995 đăng tải là người ta vừa mới tìm thấy ở Island Bay và Cannonball gần Kenya máy xương người gọi là Australopithecus Anamensis, chứng tỏ rằng con người bắt đầu biết đi đứng thẳng người từ khoảng 4 triệu năm nay, và cho chúng ta một số bản đồ như sau: sinh vật với nhân dáng sơ khai 5,6 triệu năm trước, Adipithecus ramicus
4,4 triệu năm trước. Australopithecus decus amamensis 3,9 triệu đến 4,2 triệu năm trước. Australopithecus decus afarensis 3 triệu đến 3,9 triệu năm trước. Mình xin lượt qua chỗ này một chút vì mấy cái tên này đọc cũng các bạn chú ý nhớ tìm hiểu sao. Xưa kia mọi người tin là Moses là tác giả bộ ngũ kinh trên, ngay các tông đồ và Chúa Giêsu cũng tầm lầm như vậy. Mà lạ thay, không sách nào có ghi ngày tháng năm sinh và chết của ông. Nay giáo hội cũng đã nhận ra các sách trên đó đều nhiều đoạn không phải của Moses chép. Thư của Commission Bible Quy viết cho Hồng Y Suhat ngày 16 tháng 1 năm 1948. Nhờ khảo về văn từ, về cách hành văn và đọc mà học giả Julius Van Housen năm 1844 mất năm 1918 đã tìm ra được rằng bộ ngũ kinh là do nhiều người viết vào những thời kỳ khác nhau. Nó gồm một tài liệu Di gồm dùng chữ Jahve, gọi là Di vì tiếng Đức là chữ Jahve, để mà chỉ Thiên Chúa. Tài liệu này viết tại Nam Triều Juda vào khoảng năm 850. B. Tài liệu E vì dùng chữ Elohim để chỉ Thiên Chúa. Tài liệu này viết tại Bắc Triều Israel vào khoảng năm 750. Tài liệu C, D tức là bộ Deuteronomy viết vào khoảng năm 630. Tài liệu B tức là bộ Leviticus viết vào khoảng năm 450 sau khi dân Do Thái đi lưu đày trở về Hưng Quốc. Còn Exodus thì lại được viết khoảng 400 hay 500 sau Moses. Nhưng Bible The Jerusalem cho rằng Exodus viết khoảng 1250 đến 123. Vấn đề này còn bị tranh luận nhiều. Như vậy, nếu quả năm sách trên là do Chúa đọc cho Moses chép thì tôi rất thương cho người vì sách Ngài viết ra đây nhiều mâu thuẫn. Đây nhắc đi nhắc lại mâu thuẫn với nhau. Và Elohim với Giao-vê nhất định là hai Chúa khác nhau. Vì sách trên tiền hậu bất nhất, chẳng lẽ Chúa viết văn còn thua loài người hay sao? Còn nếu cho rằng sách do nhiều người chép ra sau khi Juda và Israel đi lưu đày về trở lại thành một nước, thì ít ra năm sách trên phải được sang nhuận lại cho hẳn hoi, chứ không nên để cho hậu thế một mớ bồng bông như vậy. Năm quyển trên được viết trong vòng 300 năm cách nhau thì làm sao nó còn có giá trị mặc khải được nữa. Giáo hội mới đầu xác quyết rằng mọi sự là do Môi-se chép, sau thấy các học giả càng ngày càng vạch ra nhiều điều sai lạc thì rồi lại đổi giọng cho là Môi-se chép những gì chính, còn những gì tùy thuộc là do người khác viết. Như vậy tại sao mãi đến năm 1948 giáo hội mới tuyên bố như vậy? Chính vì thế mà tôi không tin vào những sách trên. Vì lẽ tôi tin có đấng tối cao, nhưng không phải là đấng tối cao lẳng thẳng đã dựng lên trời đất từ vô thủy, lại nói mình mới dựng lên cách đây 6.000 năm, lại nói mình đã dựng lên vòng trời bằng đồng thau trong ngày thứ hai, mà nay vòng trời đó không hề có. Sách của các tiên tri, Kinh Thánh cho rằng trong 4 tiên tri cỡ lớn và 12 tiên tri nhỏ. Tiên tri lớn là Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. 12 tiên tri nhỏ là Hosea, John, Amos, Abodias, Jodas, Micha, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Jeremiah, Malachi. Sau đây ta thử xem qua về 4 tiên tri cả rồi cả mà thôi. Tuy nhiên, tướng cũng nên biết sơ lược về lịch sử Do Thái và các nước vùng Cận Đông.
A. Abraham là thủy tổ Do Thái 1850. B. Ai Cập thịnh trị 1600 đến 1200 trước công nguyên. Lúc ấy Do Thái bị lưu đày ở Ai Cập, dân số tăng từ 70.000 đến 3 triệu. C. Do Thái xuất Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Môi-se khoảng 1250 và tiến vào Canaan lập quốc. D. Thời kỳ lập quốc nhờ công lao các quan xét. E. Thời kỳ Nam Bắc triều Juda và Israel 931 đến 731. Thời này là thời suy nên thấy xuất hiện nhiều tiên tri. Nhiệm vụ các ngài là bảo vệ kẻ hèn yếu, chống lại cường quyền và hô hào công trình công bình xã hội. Thời kỳ Assyria toàn thịnh năm 900 đến 607 với các vua danh tiếng như Sargon, Sennacherib. Assyria tàn phá Bắc triều Israel và bắt họ lưu đày sang Assyria năm 712. Các tiên tri thời kỳ này toàn thuộc Nam triều Juda, Sophonia 630, Jeremiah, Nahum, Habakkuk, Ezechiel. Các thánh thư soạn thảo trong thời kỳ này: Deuteronomy, Joshua, các quan sát và sách các vua. G. Thời kỳ Babylon toàn thịnh 650-536. Thời đó Juda và Jerusalem bị tàn phá và bị đày sang Babylon năm 586. Các vua danh tiếng thời này là Nabopolassar và Nabuchodonosor 604-562. Thời kỳ này là thời kỳ hoạt động của Ezechiel cùng với dân chúng sang Babylon. Các sách viết thời này: Deuteronomy, các chương 40-55. H. Thời kỳ Ba Tư toàn thịnh 606-536 với các vua danh tiếng như Cyrus 555-529, Cambyses 529-522, 538. Cyrus giáng chỉ cho Do Thái trở về lập quốc. Thời này có các tiên tri Haggai 520, Zechariah 520, Malachi 450. Các sách viết trong thời kỳ này: Job, Châm Ngôn, Tình Ca, Rút, Nhiều Thánh Vịnh, Jonas, Tobia, vân vân. Phần 3 của sách Asiat từ đoạn 55 đến 66 cũng được viết trong thời kỳ này. Y. Thời kỳ Hy Lạp toàn thịnh 330 đến 146 với hai dòng vua: dòng họ Lachides cai trị Ai Cập và dòng họ Seleucides cai trị Syria. Thời này Do Thái bị Hy Lạp đô hộ. Các sách viết thời kỳ này: bản dịch Septuagint. Do đó người ta mới hiểu tại sao sách Esther và Daniel lại có những đoạn viết bằng tiếng Hy Lạp. G. Thời kỳ La Mã toàn thịnh 146-470, Do Thái lại bị La Mã đổ bộ, đô hộ các môn phái Pharisees, Sadducees, Essenes thành hình. Áp dụng những biến chuyển lịch sử trên vào công cuộc khảo sát đạo Do Thái, ta nhận thấy ít ra cũng ba quan điểm trọng nhau. Ba quan điểm quan trọng như sau: A. Vì bị lưu đày nên nhãn giới của người Do Thái trở nên rộng rãi hơn, và do đó quan niệm về Thượng Đế cũng trở nên phổ quát, không còn tính cách địa phương như xưa. B. Vì không còn đền thờ để tụ tập thờ phượng nên đạo giáo trở nên nội tại hơn, tinh túy hơn, bớt hình thức hơn. C. Những liên lạc và ảnh hưởng mật thiết đối với các nước lân cận, lân bang hùng mạnh như Assyria, Babylon, Persia, Hy Lạp, La Mã ảnh hưởng nhiều đến công trình sáng tác Thánh Kinh.
Ảnh hưởng lịch sử nói trên giúp ta hiểu những vay mượn của Thánh Kinh đối với các huyền sử Babylon về sự tạo thiên lập địa, về hồng thủy, về địa đàn, vân vân, hay những vay mượn của Thánh Kinh với bái hỏa giáo như tên quỷ Amode trong Tobia, hay chuyện Chúa và Satan trong Job 1 2.6 đến câu 18. Sách Isaiah nhờ so sánh Thánh Kinh với những dữ kiện lịch sử, ta tìm ra được rằng quyển sách Isaiah chẳng hạn không phải do một mình Isaiah viết vào khoảng thế kỷ thứ 8, mà được thực chất là có nhiều người viết vào nhiều thế kỷ khác nhau. Quyển 1 Isaiah từ đoạn 1 đến 39 viết vào khoảng thế kỷ thứ 8 khi Jude còn độc lập. B. Quyển 2 Deuteronomy Isaiah từ đoạn 40 đến 55 viết vào khoảng thế kỷ thứ 6 khi vua Cyrus đã chinh phục và tàn phá Babylon nên mới xưng vua Cyrus và đấng Messi hay Kitô, và mô tả sự suy sụp của Babylon. C. Quyển 3 Tito Isaiah từ chương 56 đến 66 viết khi dân Do Thái đã trở về Palestine, phục quốc theo chiếu chỉ của vua Cyrus ban bố năm 538. Vì thế nên mới nói Do Thái đã đền xong tội nợ và Do Thái sẽ quật khởi phục hưng và sẽ có những ngày hoàng kim sắp tới. Thật tội nghiệp cho vua Giave vì nguyên mặc khải cho Isaiah mà phải mất hơn 3 thế kỷ, và ngài phải còn biết ai là người sẽ viết tiếp để truyền thần. Trong Isaiah có những đoạn tiên tri về trái đất mới với sự thịnh vượng của nó, như tiên tri không còn chiến tranh, ngũ cốc phong đăng, người ăn không hết, cửa nhà đẹp đẽ, người và muôn vật sống hòa thuận với nhau, vân vân. Nhờ khoa học, ngày nay chúng ta đang tiến tới cảnh bồng lai hạ giới đó. Sách Jeremiah 626 đến 586 sinh tại Anathoth, ngoại thành Jerusalem. Ông được gọi là làm tiên tri năm 626 và ông hành nghề tiên tri trong vòng 40 năm. Năm 602 tìm ra được quyển Deuteronomy dưới thời vua Josias. Jeremiah tưởng rằng vua này sẽ cải tổ được đời sống chính trị và đạo giáo cho dân, nhưng Josias bị giết năm 608. Đời vua kế tiếp là Jehoiakim. Jeremiah tiên tri là nước Giu-đê và thành Jerusalem sẽ bị tai họa. Jehoiakim truyền đốt các lời tiên tri trên. Jeremiah khuyên vua sao là Zedekiah nên thuần phục vua Babylon, vì ý Chúa đã muốn thế. Khi Nabuchodonosor đem quân đến vây Jerusalem trong vòng 18 tháng thì Jeremiah bị kết tội thông địch và bị tù. Khi Jerusalem thất thủ, ông được thả và đi sang thành Tafanet, một thị trấn của Ai Cập nay là Theo Defenet, và có lẽ đã bị ném đá chết tại đó. Sách Jeremiah đại khái có thể chia làm 3 phần. 1. 25-13 và những lời tiên tri về số phận hẩm hiu của Giu-đê. 26-45 nói về cuộc đời của Jeremiah. 46-51 là những lời tiên tri nói về tai họa các nước ngoại đạo sẽ gặp phải. Chương 52 là một chương lấy trong 2 Kinh 24:18f. Những lời tiên tri thực sự của Jeremiah là ở trong Baruch 36:2. Sách này đã bị vua Jehoiakim đốt nhưng sau đã được chép lại. Ta cũng có thể chia sách Jeremiah lại như sau. 1. Tiên tri về số phận của Giu-đê và Jerusalem. Nói trong lời Josias chương 1 đến chương 20. B. Nói dưới thời Jehoiakim
Y Kim từ chương 21 đến chương 25. 2. Tiên tri về các dân ngoại chương 25, 14 đến chương 30. 3. Sách Yên Ủi hay gọi là An Ủi chương 30 đến chương 32. 4. Phụ ghi vào sách Yên Ủi chương 32 và 33. 5. Linh Tinh chương 34. 6. Những đau khổ của Jimmy Mia 36 đến 46. 7. Tiên tri về các dân ngoại tiếp 2 trên 46 đến chương 51. 8. Phụ chú. 9. Ai ca 5 chương từ chương 1 đến chương 5. 10. Barot chương 1 đến chương 6. Học trò JB Mia. Sách này đại khái bàn về nếp sống đạo giáo của Do Thái khi lưu đày nhưng vẫn tiếp xúc được với Israel. Jeremiah là một người có tâm hồn rất tinh tế, ưa sống bình an nhưng lại bị Chúa sai đi cãi lộn với mọi người, đi phá phách gây chia rẽ. Ông thật tình không muốn làm chuyện như vậy và thường than tại sao đời tôi lại khổ thế này. Giờ 15 đến câu 18. Nhưng chính sự đau khổ đó làm tâm hồn ông trở nên tinh khiết và có thể tiếp cận được với Thiên Chúa. Ông chủ trương một thứ đạo giáo thuần túy giữa Chúa và con người, cho rằng Chúa biết rõ mọi sự và tùy việc làm của mỗi người mà đối xử với họ. Con người có thể làm bạn với Thiên Chúa nhưng vì tội lỗi nên đã xa lìa Thiên Chúa. Jeremiah vì đề xướng đạo giáo nội tại nói trên đã rất nổi tiếng, nhất là sau khi ông mất. Ông là cha đẻ ra một thứ đạo Do Thái tinh hoa nhất và đã ảnh hưởng đến Ezekiel, Asias II và nhiều thánh vịnh. Vì ông quên mình lo việc Chúa nên Jeremiah được coi như là một tôi tớ Chúa. Isaiah 52 và một hình ảnh của Chúa Giêsu. Sách Ezekiel. Ezekiel là một thầy cả đồng thời với Jeremiah. Ông bị Nabucodonosor bị đi đày với dân Do Thái sang Babylon năm 597 và ông ở Babylon trên bờ sông Seba trong vòng 22 năm từ năm 592 trở đi. Từ năm 571 về sau, ông không còn tiên tri nữa. Ông dạy dân tin vào chung cuộc, vào sự vinh quang của dân tộc và đạo giáo Do Thái. Sách Ezekiel chia ra như sau: một, dẫn nhập từ 1 đến trang 21. 2, trước khi Jerusalem bị vây. 3, đến trang 24. 3, tiên tri chống các nước 25 đến 35. 4, Jerusalem khi bị vây và sau khi bị vây 35 đến 40. 5, luật Ezekiel 40 đến hết 48. Cũng có thể chia các chia sách làm 3 phần: tiên tri chống Jude và Jerusalem, tiên tri chống các nước tương lai Israel. Sách Ezekiel cũng bị thêm thắt vào rất nhiều, nhất là các đoạn từ 40 đến 48. Ezekiel là một nhà linh thị. Sách ông có 5 thị kiến, chương 1 đến chương 3, chương 2, chương 8 đến chương 11 tội lỗi Jerusalem, chương 37 những đống xương khô, chương 40 đến 48 luật Ezekiel. Thêm vào đó những chuyện như hai chị em Ohola và Oholiba, Tiro bị đắm, Pharaoh thuận luồng 29 và 32, cây khổng lồ 31, xuống âm phủ 32. Các lời tiên tri thường có ghi thêm niên kỷ. Ezekiel là tiên tri đi theo cùng với các người đi đầy như 593 đến 571. Nhưng khi có thấy ông như hiện về Jerusalem chương 11 câu 13,
Thành ra có giả thuyết là ông đã hoạt động ở Jerusalem cho đến khi Jerusalem bị sụp đổ 587. Đọc Ezechiel ta mới thấy những chuyện đi mây về gió của ông và những khung cảnh huyền kỳ kinh hãi như Sa Giá Gia Ve vào. Gần đây cao đài nhiều khi cũng có những đàn cơ mà đồng tử ứng khẩu nên lời như Ezechiel. Tôi đọc những lời tiên tri Do Thái, tôi thường thấy Chúa ra tay công thẳng oán phạt dân Do Thái và khoe Ngài đã nổi giận lôi đình với dân Do Thái, không còn chút xót thương họ. Xem chương 22 chẳng hạn, hay chương 21, không biết Ngài nhân từ ở chỗ nào. Tôi thích nghe những lời tiên tri dịu hiền chứ không muốn nghe những chuyện đâm chém sát phạt như trên. Sách Daniel trước kia tưởng được viết vào thời đại vua Nabucodonosor 604-542, nhưng nay người ta mới rõ sách này được viết vào năm 116. Như vậy bao lời tiên tri của ông thành hậu thuật hết. Ta sẽ theo dõi tình tự sách này được viết vào thời Hy Lạp khoảng 164 và có những đoạn viết bằng tiếng Hy Lạp. Vì sách viết lâu về sau nên đã có nhiều điều sai lầm khi đề cập đến thời các vua Babylon thời trước. Chẳng hạn Belshazzar, Daniel cho rằng con vua Nabucodonosor và là vua Babylon lại là con của vua Nabonidus. Và Belshazzar không hề làm vua bao giờ. Daniel nói về Darius Limedes, nhưng khảo lịch sử không ai có tên như vậy mà làm được vua Babylon trước khi vua Ba Tư của Cyrus chinh phục. Khung cảnh triều đình tân Babylon được mô tả bằng những danh từ gốc Ba Tư. Hơn nữa những nhạc khí triều Nabucodonosor lại có những tên phiên từ tiếng Hy Lạp sang. Ngoài ra sách Daniel còn mô tả những trận tranh hùng giữa hai dòng họ vua Hy Lạp và dòng họ Lagides và Seleucides, một quản triều vua Antiochus Epiphanes Hy Lạp thuộc dòng họ Lagides trị vì năm 175-164, được mô tả với nhiều chi tiết. Thảo nào linh mục Tumeo gọi sách Daniel là ngụy thư. Công giáo đã hết sức khai thác Daniel, nhất là lời tiên tri về 70 tuần. Nhưng lời tiên tri trên áp dụng cho nhà tư tế Onias III bị vua Antiochus giết khoảng năm 170. Và công giáo muốn áp dụng chuyện này vào Chúa Giêsu nên đã sai lầm rất nhiều. Sách đã dẫn trang 25. Vì sách Daniel không thể coi là một sách tiên tri nên tôi muốn nghiên cứu thêm về sách. Tóm lại, trong 4 sách tiên tri của Isaiah thì 3 sách chấp lại thành làm một trong khoảng 300 năm. Jeremiah cũng không đơn thuần. Ezechiel và Daniel thì đi vào những chuyện huyền thoại kinh khủng, lại nữa Daniel là một ngụy thư, cho nên chân giá trị của những sách này ở chỗ nào khó mà biết rõ. Và Chúa mặc khải ra sao cũng phải hỏi lại, tôi không nhắm mắt tin tưởng được. Trên đây tôi đã viết và theo tiên tri Isaiah thì Chúa Giê-hô-va là độc tôn vô đối. Isaiah 45:5, 45:22 và không ai bằng Ngài. Isaiah 43:6-7, không ai là đấng cứu chuộc. Isaiah 43:11-13, không ai can thiệp được vào công việc Ngài. Isaiah 44:24, nếu Ngài đã nói thế thì không bao giờ lại có thể sai đấng cứu thế xuống trần, và không có chuyện tiên tri về đấng cứu thế được. Cho nên những điều công giáo nói là theo tiên tri này tiên tri đó hoàn toàn tưởng tượng ra mà thôi. Đức mẹ Maria đồng trinh.
Ví dụ như khi Matthew muốn chứng minh là Chúa Giêsu đã được sinh ra do Đức Mẹ đồng trinh, ông đã viết thư sao? Bà sẽ sinh ra một người con và sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội khiên, mà tất cả để thực hiện lời tiên tri Chúa. Này đây, có một người nữ đồng trinh sẽ mang thai và sẽ sinh con, đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Matthew 1 đến câu 21-22. Nói vậy là hoàn toàn sai. Sự kiện thực tế là như sau: lúc ấy vua Acha bị hai vua Syria và Israel uy hiếp, Chúa mới dùng tiên tri Isaiah đến trấn an vua Acha rằng hai vua kia sắp bị tiêu diệt rồi, chỉ trong vòng ít năm nữa mà thôi. Isaiah nói như sau: ví thử có một người nữ mà bây giờ có mang, con trẻ này sẽ được đặt tên là Emmanuel. Nó sẽ ăn sữa và ăn mật ong đến khi nó phân biệt được lành dữ, thì đất đai của hai vua mà ngài đang sợ sẽ tan hoang quạnh quẽ. Isaiah 7:2.14 đến trang đến câu 17. Isaiah vâng lệnh Thiên Chúa đến nói với Acha câu chuyện đó. Có một mục đích hẳn hoi, có một ý nghĩa hết sức rõ ràng. Chắc Isaiah cũng không thể nào ngờ được rằng câu nói của mình lại có thể biến hóa đến như vậy. Và có lẽ Chúa Giave cũng không ngờ được lại có chuyện kỳ dị như vậy. Nguyên bản của là người nữ, Thánh Jerome dịch thành người nữ đồng trinh vì Matthew đã trót hiểu như vậy. Nhiều bản kinh thánh ngày nay không dịch Alma mà người nữ đồng trinh nữa. Thế Nguyễn Thế Thuấn dịch là cô nương. Bible The Jerusalem dịch là La Juni Feller. Ngày nay người ta cho rằng Thánh Jerome đã dịch sai và nay dịch lại là người nữ. Không, tôi không nghĩ rằng là dịch sai mà cố ý ngụy tạo văn bản. Các học giả cho rằng trong bản Septuagint từ Do Thái dịch ra tiếng Hy Lạp thì chữ Alam Alma được dịch thành chữ Parthenos đồng trinh, không biết tại sao, chứ không phải là Ninis người con gái trẻ. Không biết là người Do Thái đã tìm làm chuyện này trước khi Chúa ra đời, hay là người Công giáo đã làm chuyện này sau khi Chúa ra đời. Những bản Septuagint sau này cũng đã bỏ chữ Parthenos và dùng lại chữ Ninis. Như vậy rõ ràng là có người đã dịch sai câu Isaiah 7:2.14 trên. Ngày nay ta sửa lại cũng không còn kịp nữa. Linh mục Acbiel người Đức vì không tin lời tiên tri của Isaiah nên đã bị cầm tù. God New Bible phê bình câu này đại khái như sau: chính bản là người nữ chứ không phải người nữ đồng trinh. Matthew dựa vào bản dịch kinh thánh từ Do Thái sang tiếng Hy Lạp 500 năm sau Isaiah. Linh mục Tumel khi dạy đến đoạn này đã vật lộn với nó một thời gian khá lâu, và chính vì vậy mà ông dần dần không tin vào các giáo lý Công giáo nữa. Ông bộc lộ tâm tình như sau: các nhà bình giải thách kinh mà tôi đọc ở chủng viện coi kinh thánh là một sách do trời ban nên rất là thiêng liêng. Trái lại Genesios là một nhà bình giải thánh kinh khác thì không cho rằng thách kinh là cái gì thiêng liêng, chẳng qua cũng chỉ là những cuốn sách do con người viết ra. Như vậy ta có hai kết luận: một là kinh thánh do trời viết, như vậy toàn sách là của trời, vì trời đã viết ra cho con người nên trời phải bảo đảm cho nó được truyền thụ hẳn hoi hoàn toàn. Trái lại nếu kinh thánh là do con người viết ra thì làm sao tránh được những chuyện thêm thắt bình luận mà các sách cổ khác đã trải qua. Nếu sách là do trời thì nó phải tiên tri về chuyện Chúa giáng trần, về sự thương nó, sự chết và sự sống lại của Ngài. Còn ngược lại thì các lời tiên tri mà các nhà thần học tưởng là thấy trong Isaiah hay ở các thánh thư khác đều là chuyện tưởng tượng không thật. Genesios
đã nghĩ như vậy. Ông cho thấy là trong sách Asiad có những đoạn giải thích cho độc giả thêm vào chữ không phải của Asiad, nhắc là ông cho rằng câu tiên tri 7.2.14 nói trên là lầm. Geny Sios cho rằng Asiad không nói cho vua Acha về Chúa Giêsu sinh ra từ một người nữ đồng trinh. Asiad chỉ nói rằng các định chủ ngươi sẽ bị tiêu diệt khi đứa trẻ do người nữ này hôm nay sinh ra. Đến tội biết phán đoán lành dữ, lời tiên tri trên về Đức Mẹ đã được toàn thể giáo phụ chấp nhận. Thánh Matthew cũng tin như vậy. Và sau khi mô tả Đức Mẹ đồng trinh thụ thai, Matthew viết: này, nữ trinh sẽ thụ thai và sinh con sao, và con người ta sẽ gọi tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Như vậy lời của Geny Sios đã ngược lại với công đồng Center và Thánh Matthew, và thiết tưởng không bao giờ Asiad vì muốn trấn an Acha đừng có sợ hai vua Siri và Ephraim lại một tiên tri chuyện xảy ra 735 năm sau. Sau khi đọc Geny Sios, tôi nhìn thấy thực tại mà từ trước đến nay như có một tấm màn che mắt. Khi không còn tin nữa, như tôi nghe thấy những lời trách móc, những lời đe dọa của các thánh giáo phụ của công đồng Center và Chúa Giêsu, đấng tôi yêu dấu, khi nghi hoặc, thêm Thumel cũng đã đi thỉnh ý các đấng bề trên. Ông đọc thêm Bosch và đại khái được trả lời như sau: các lời tiên tri thường không ăn nhập với chuyện kể và Chúa Thánh Thần, thường thường không theo quy luật hành văn thông thường. Nếu mọi sự hoàn toàn rõ ràng thì ta sẽ trở ở trên trời và trong ánh sáng chân lý, không cần ai hướng dẫn nữa. Nhưng chúng ta hãy đi trong Thánh Kinh một cách khiêm nhường và run sợ. Tóm lại, phương pháp Geny Sios lấy câu Thánh Kinh nào ra thì không nên quên xuất xứ và những chuyện gì đã xảy ra quanh nó. Còn giáo hội khi thấy, khi lấy câu nào ra rồi thì đẻo gọt uống nắng theo ý mình và quên luôn xuất xứ của nó. Linh mục Thumel cho rằng theo Geny Sios mới đúng. Nhiều người công giáo tưởng rằng những người không tin giáo lý công giáo là những người kiêu ngạo hay ghét những gì siêu nhiên, chứ họ không nghĩ rằng giáo lý mình có thể sai. Phần lớn người công giáo theo đạo từ tấm bé vì cha mẹ họ là người công giáo, chứ họ chưa từng đọc và suy ngẫm Thánh Kinh, hoặc có đọc thì chỉ như đọc chuyện mà thôi. Hoặc có nhà thần học nào biết Thánh Kinh là sai thì họ lại không dám nói ra sự thật vì sợ mang tiếng là phản giáo. Thế là từ thế hệ này sang thế hệ khác, sự sai lầm này không sửa chữa được nữa. Y như những người mù đeo thêm kính đen, họ không hiểu rằng muốn cho đạo mình vững mạnh thì phải xóa bỏ những gì sai lầm, can đảm nhận ra những sự sai lầm của những người đi trước. Nay khoa học càng ngày càng tiến bộ, những điều bịa đặt mê tín sẽ không còn giá trị nữa, và con người càng ngày càng văn minh hơn, biết suy luận hơn, biết so sánh để phân biệt cái hay cái dở, chứ không chịu nhắm mắt tin mù quáng như xưa. Cuốn sách Linh mục Thumel có đề cập đến linh mục Alfred Lloyd năm 1857 năm 1940, một linh mục cấp tiến cũng đã sống trong vòng 23 năm trong giáo hội. Mặc dù ông hoàn toàn không có tin điều gì giáo hội dạy, nghĩa là mãi đến năm 1908, tức là năm ông bị rút phép thông công, Lai xưng mình là theo tăng trào, Modernist là những người công giáo theo tăng trào, nghĩa là vẫn cho mình là công giáo nhưng có quyền cắt nghĩa giáo điều theo lập trường mới. Môn phái này bị giáo hoàng Pius 1903-1914 lên án trong thông điệp Lamentabile ngày 3 tháng 7 năm 1907, trong đó 63 điều rối đạo, đã có 38 điều là của Alfred Lloyd. Và thông điệp mà Bác Sandy ngày 8 tháng 9 năm 1907, xem Alfred Lloyd và Modernist trong các từ điển tôn giáo. Các sách tạo thành Kinh Thánh cũ hay Cựu Ước Do Thái
giáo và Tin Lành chỉ có 39 quyển, Công giáo lại có tới 46 quyển. Như vậy ngoài 39 quyển chung với Tin Lành và Do Thái, Công giáo có thêm những sách sau đây: Judith, Toby, Maccabi 1 và 2, sách Khôn ngoan, Alexitiki và Barot. Đấy là chưa kể những phần phụ thêm vào sách Esther và Daniel, những sách thêm vừa kể trên. Do Thái và Tin Lành gọi là ngụy thư, còn Công giáo lại cho là thánh thư. Như vậy cần một quyển kinh thánh ta biết ngay là của Công giáo hay của Tin Lành.